Xin chào các bạn, mình tên là Bảo và mình đang có mặt trong khóa học Big People Business của thầy Lê Chí Linh. Và cách đây 4 ngày về trước thì mình có một cái người bạn cũng đăng ký tham gia khóa học này. Và cũng tình cờ thì cũng rủ mình tham gia chung. Thì trước đây thì mình làm bên lĩnh vực kinh doanh, mình là sale. Thì mình cũng tạo ra team kinh doanh, nhưng mà chủ yếu về cái cách kinh doanh của mình đó chính là làm bên kinh doanh truyền thống. Có nghĩa là mình sẽ tiếp xúc với khách hàng và từ đó tìm hiểu nhu cầu và đưa sản phẩm đến tay khách hàng. Mình cứ nghĩ rằng là cái cách làm này mình chỉ cần gia tăng về cái lượng sale của mình. Thứ nhất là mình sẽ gia tăng lượng khách hàng mình tiếp xúc hàng ngày. Thứ hai nữa mình sẽ cùng team mình phát triển cho cái đội ngũ sale lớn mạnh và từ đó có thể là gia tăng doanh số và gia tăng lợi nhuận. Trung bình thì cái thu nhập trước đây của mình nó rơi tầm khoảng là từ 50 đến 100 triệu đồng. Nhưng mà sau khi mình tham gia khóa học này, ban đầu mình còn nghi ngờ về khóa học này nhé. Mình không biết rằng là ông bạn mình rủ mình đến đây thì không biết là học có kết quả hay không. Bởi vì mình cũng đi tham gia rất là nhiều chương trình. Thật sự mình là một cái người rất là kén học, không phải ai nói chuyện mình cũng nghe cả. Nên là ban đầu mình rất là ngờ vực về cái khóa học này của thầy Lê Chí Linh. Nhưng mà sau 2 ngày, chưa tới 3 ngày đâu, sau 2 ngày để học thôi, thì mình cảm thấy được rằng đó chính là khóa học này nó là một khóa học thực chiến. Bởi vì sao? Bởi vì cầm tay chỉ việc mình từng ly từng tí một. Đầu tiên sẽ chỉ cho mình xác định được rằng cái tư duy kinh doanh là như thế nào. Bên cạnh đó là mình sẽ xác định được đối tượng khách hàng, có nghĩa là mình target đúng đối tượng khách hàng của mình. Và cái thứ ba nữa đó chính là mình sẽ có một cái plan cụ thể, có nghĩa là mình sẽ có một kế hoạch cụ thể, nó không mập mờ. Và bên cạnh đó thì mình sẽ được cài đặt về cái NLP, có nghĩa là nó giúp cho mình có một tư duy tích cực nhất trong cái công việc bán hàng. Và mình nghĩ rằng là kết thúc 3 ngày thì chắc chắn một điều rằng là doanh số từ mình và đội ngũ sale của mình nó sẽ không phải chỉ dừng lại là cá nhân 100 triệu hay đội nhóm tầm khoảng là vài trăm triệu, mà nó có thể là x3 x4 lần lên. Mình cũng không biết chia sẻ như thế nào để các bạn hiểu về khóa học này, nhưng mà thật sự với cái đội ngũ huấn luyện và với cái tâm huyết của thầy Lê Chí Linh, và đặc biệt đó chính là sự hỗ trợ tận tình của các coach, thì chắc chắn các bạn lựa chọn khóa học này sẽ là một khóa học không bao giờ mang tính chất là sai lầm. Nếu như các bạn còn ngờ vực, hãy liên hệ với cái người mà đã cho bạn xem video này, người ta sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn. Và đó là cảm nhận của mình thôi. Khi nào các bạn đi học và khi nào các bạn cảm nhận được và khi nào các bạn làm ra kết quả giống như mình đi, lúc đó các bạn sẽ tin tưởng. Và chúc cho các bạn có được một cơ hội, chúc cho các bạn có một cái khóa học thật sự là tốt đẹp. Bên cạnh đó, nếu như ai đang làm sale mà xem cái clip này thì các bạn hãy cho mình một cái kiến thức mới, bởi vì cái đầu tư có lợi nhất đó chính là đầu tư vào cái khối óc, đầu tư vào trí não. Chất xám nó sẽ quyết định nên sự thành công của mình. Và chúc cho các bạn may mắn và thành công nhé. Bye bye. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Hữu Ân, thì mình là một chuyên viên trong lĩnh vực xét nghiệm y khoa và mình hay tổ chức những chương trình về sức khỏe cho tất cả mọi người để biết cách chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Và hôm nay đến lớp anh Linh là mình đã có duyên quen với anh Linh từ trước rồi, cách đây khoảng 1 năm. Thì biết anh Linh là một người đào tạo về marketing rất là giỏi, cho nên là mình đã tham gia cái lớp này. Và trong 3 ngày này thì mình học được rất là nhiều cái kiến thức về kinh doanh, về marketing. Và đặc biệt là cái tư duy trong kinh doanh của anh Linh, là khi mà mình bán hàng thì mình sẽ chọn những sản phẩm rất là chất lượng và chăm sóc khách hàng làm sao mang đến những cái giải pháp thật tốt nhất cho khách hàng của mình. Và đối với các bạn mà kinh doanh ở ngoài đó, mình cũng thấy là rất nhiều bạn trẻ kinh doanh online, thì nếu mà các bạn chưa tìm được một cái hướng nào đó cho mình thì mình nên khuyên các bạn là hãy đến với lớp học này. Ba cái điểm mà em thích nhất ở cái khóa học này đó là gì? Ba cái điểm mà em thích nhất ở lớp học này, thứ nhất là cái tư duy về chọn sản phẩm, đó là mình chọn sản phẩm chất lượng và nó sẽ lặp lại
Cái thứ hai đó là về về xét quảng cáo trên Facebook. Và cái thứ ba đó là về cái mô hình mà mình mô hình kinh doanh mà mình phân tích ra là những cái ưu và nhược điểm của những cái mô hình kinh doanh đó, để mà mình có thể lựa chọn cái mô hình tốt nhất để cho mình có được vừa kinh doanh vừa có tài chính, vừa có được sự tự do và vừa có sức khỏe luôn. Okay. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Cái khóa học này cho em những cái lúc trước mình suy nghĩ là những cái liên quan đến quảng cáo hay là chạy ad Facebook thì cần phải rất là nhiều tiền, nhiều vốn. Tại vì mình giống như là cái gì mà khởi nghiệp không có cần nhiều vốn, khởi nghiệp không đồng á, thì mình rất là bị hút. Tại vì mình là một cái người hồi chưa thực sự là mình chưa có giàu, cho nên là mình phải làm cách nào đó để học những khóa học mà có thể là kiếm tiền mà không có tốn nhiều chi phí mà nó vẫn có được cái lợi nhuận hàng tháng. Tại vì không kinh doanh thì thôi, kinh doanh là phải có lời, không lời thì nên xem lại. Thì sau khi mà học đó mình thấy ok, sao mà chạy phay đồ ạt đồ mà sao mà nó rẻ như nó như vậy, không như mình nghĩ đó. Thì sau khi mà học xong mình mới thấy là chỉ cần tốn có mấy trăm ngàn mà một ngày, mà nếu mà mình biết cách mà mình đánh đúng phân khúc khách hàng mà mình chọn thì nó sẽ không tốn nhiều chi phí. Thì mình thấy là cái này rất là thực tế và thực chiến, nó có thể là áp dụng và ra doanh số liền vào ngày hôm sau luôn. Và có nghĩa là cầm tay chỉ việc và cái gì không biết thì có thể là được chỉ liền chứ không có bỏ. Rồi học xong 3 ngày đó mình có được 30 ngày để mình làm việc trực tiếp với thầy Linh luôn. Có nghĩa là kèm một, và thầy còn có những cái anh chị đội ngũ chuyên về marketing online nữa. Rồi những cái video, những cái flip, những cái bài mà có thể là mình có thể là xem rồi mình tham khảo và đó. Chỉ dẫn mình từng chút một luôn, chứ không cần phải là học xong rồi mình về nhà mình làm món đồ cũng không biết hỏi ai đó. Thì cái đó là thực tế và mình rất là cần cái chuyện đó. Rồi ngoài cái chuyện mà học về cái đó, mình được một cái giá trị nó cao hơn là nó về cái thay đổi cái tư duy. Tại vì mình lúc trước là một cái người không có được tự tin, mình làm cái gì mình cũng sợ hết trơn á. Mình mới nói là bây giờ sale không có sale trực tiếp cho khách hàng mà sale qua điện thoại nữa thì làm sao mà nói đây. Thì nó sẽ có một cái cách giúp cho bạn có thể là tự tin, để mà mình có thể là tự tin mình nói chuyện với khách. Tại vì nó là khi mà chạy ra là khách hàng rất là nhiều, mình chỉ có thể là mình làm sao đó mình luyện tập và mình nói thôi. Còn cái vấn đề còn lại là bạn phải tìm cho mình một cái sản phẩm tốt, chất lượng và nó phải mang lại giá trị. Thì cái đó bạn mới bán đi bán lại được và khách hàng sẽ tin tưởng mình và yêu quý mình khi mà dùng sản phẩm. Cái tư duy để mà bán hàng là xem khách hàng giống như là người thân bạn bè. Mình được gặp những cái anh chị là có như là được gặp trực tiếp luôn, những cái người thành công và những cái người mà chuyên về cái mảng về marketing này. Thì mình thấy là nếu mà họ làm được thì mình chắc chắn phải làm được. Thì Thảo nghĩ là nó không có như những gì mà Thảo tưởng tượng, Thảo suy diễn ra. Tại vì người ta là cái những cái thực tế ngoài đời thực. Thì mình Thảo rất là học xong Thảo thấy là ý nghĩa và Thảo sẽ thay đổi từ bên trong con người mình trước. Rồi sau đó là sẽ bám sát cái mục tiêu ước mơ của mình là bán hàng để mà mình có được cái ước mơ của mình ra làm kinh doanh. Thì Thảo cảm thấy là Thảo rất là biết ơn, rất là cảm ơn thầy Lê Chí Linh đã cho Thảo một cái, em cũng không biết nói sao nữa giờ, em tại đó em rất là biết ơn thầy thật sự.
Và cảm ơn tiềm thức, cảm ơn vũ trụ đã cho em biết tới thầy. Thì tới đây thì em cũng sẽ là rất là cố gắng. Tại vì có những cái là học cái đại học Triệu Phú của thầy Alan Nagao á, em cảm thấy là em có những cái là giống như là em đánh thức cái bên trong em rất là nhiều. Em là một cái người không phải là yếu đuối đâu, nhưng mà có những cái quá khứ khiến em như vậy thôi. Nhưng mà em học xong rồi em cảm thấy là mình phải thay đổi để mà mình phát triển đúng như những gì mà năng lực mình đang có. Thì mình là một cái người không phải dở như những gì mình suy nghĩ thôi, và mình sẽ chặn được cái tiếng nói nhỏ. Cái tiếng nói nhỏ thầy chỉ một cái thao tác rất là hay, ví dụ như viết đồ này kia mà có tiếng nói nhỏ thôi không phải làm được thì các bạn có gì nè, đánh nè, kêu câm lặng đi, im lặng đi. Thì nó có những cái chi tiết rất là nhỏ, nhưng mà nếu mà mấy bạn không đi học thì mấy bạn không biết được. Chỉ có đi học ở đây mấy bạn sẽ biết được những cái mẹo mà nó rất là đơn giản để cho mấy bạn có thể là về nhà áp dụng và nó ra kết quả đó, liền ngay trong áp dụng liền trong cuộc sống luôn đó. Thì đó là những cái mà em tâm đắc. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Ok, hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Mình tên là Nguyễn Ngọc Quế, thì mình đến từ Hà Nội. Thì nhờ có một người bạn ấy thì mình cũng biết đến cái khoa học Zip People Be Sleep này của anh Lê Trí Linh. Thì trước đây thì mình có kinh doanh online, nhưng mà trong cái công việc kinh doanh online của mình thì nó gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là gì, khi mà mình đã có khách hàng về đó nhưng mình không biết làm sao để mình bán cái món hàng cho khách hàng. Và sau khi mà có khách hàng rồi thì mình không biết làm sao để upsell món hàng lên. Và khi mà đã có khách hàng rồi, sau một cái thời gian sau thì cái quá trình marketing của mình nó đã bị chứng lại. Và trong rất nhiều vấn đề như là, thứ nhất là marketing là không có khách hàng này, sau khi có khách hàng rồi mình không biết làm sao phải bán được hàng này. Và nhờ các bạn để giới thiệu mình biết đến khoa học Zip People Business này của anh Lê Trí Linh. Và sau 3 ngày học ở đây thì mình học được rất nhiều bài học giá trị. Nhưng mà 3 cái bài học mà mình tâm đắc nhất đây, thứ nhất là gì, khi mà anh chị bất kể kinh doanh trong một ngành nghề nào đó thì anh chị đầu tiên chúng ta cần phải lựa chọn, đầu tiên là cái tư duy của chúng ta. Chúng ta cần phải có một tư duy đúng đắn thì chúng ta mới có thể làm việc một cách hiệu quả được. Và cái bài học thứ hai mình nhận ra đây là gì, bất kể anh chị làm một công việc nào thì anh chị cần phải có một kế hoạch cụ thể. Khi mà anh chị có một kế hoạch cụ thể thì chị mới có biết rõ con đường mình đang đi là đúng hay là sai. Và cái bài học thứ ba mình nhận được là gì, là phải có quy trình. Anh chị làm bất cứ một việc gì, từ là marketing này, từ viết content này, từ viết nội dung hay là sale, thì chúng ta cần phải quy trình các bước, bước 1, bước 2, bước 3 như nào. Và đó là những cái mà điều mình tâm đắc nhất trong cái khóa học này của anh Lê Trí Linh. Và điều hay hơn nữa là gì, như anh chị đi học ngoài kia người ta chỉ nói chung cho anh chị thôi, nhưng mà khi anh chị đi học tại đây thì anh chị sẽ được cầm tay chỉ việc, anh chị sẽ được chỉ từng bước một, bước một phải làm gì, bước hai phải làm gì, bước ba phải làm gì. Thì khi đó anh chị sẽ có một con đường rõ ràng để anh chị đi đến thành công hơn. Và mình tin chắc rằng sau khóa 3 ngày này mình sẽ áp dụng tất cả những kiến thức này mình học được trong khoa học này về trong cái công việc kinh doanh của mình. Và mình tin chắc rằng cái doanh số nó sẽ bùng nổ và nó sẽ đạt cho mình tất cả kết quả cao. Và nếu như anh chị cũng đang mong muốn kinh doanh, hoặc là anh chị đang kinh doanh online mà đang gặp thất bại, thì hãy đến đây, câu trả lời sẽ được giải đáp cho tất cả anh chị trong buổi học ngày hôm nay. Ok, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi cái video clip của tôi. Mình đã từng kinh doanh online trong vòng 2 năm và cũng đã từng mở cửa hàng rồi. Và khi mình kinh doanh thì mình nhận ra là rất nhiều khăn trong kinh doanh, như là về sự cạnh tranh, về sự thay đổi giá, hay là về các chi phí liên quan. Nhưng khi mình đến với khoa học Rick People Business thì mình nhận ra được rất nhiều bài học về trong kinh doanh hơn. Như là chúng ta có thể bài đầu tiên là về setup, về tư duy của mình, về cách chọn sản phẩm. Hồi xưa thì mình cũng kinh doanh online trong vòng 2 năm, nhưng sản phẩm mình về sản phẩm giá rẻ và bị cạnh tranh rất nhiều về giá. Nhưng sau khi được khóa học này thì mình đã nhận ra rằng là đầu tiên là việc lựa chọn sản phẩm rất là quan trọng. Và bước thứ hai là để kinh doanh một cách bền vững thì chúng ta phải mở
phải định ra được các chiến lược kinh doanh cụ thể thì chúng ta sẽ đi theo một quy trình, và sau đó chúng ta từng bước nhỏ thì nó sẽ nâng cao được cái lợi nhuận hàng tháng của chúng ta hơn. Và về khi mà chúng ta có khách hàng thì trong khóa học này thì cũng hướng dẫn rất nhiều về cách mình upsell, cách mình làm sao mà cho chúng ta sell được khách hàng một cách tốt nhất và làm cho khách hàng có thể mua đi mua lại khách hàng của chúng ta. Đó. Nên các bạn muốn trải nghiệm và muốn cảm nhận rõ hơn thì các bạn hãy đến với khóa học Rich People Business này. Mình tin rằng là các bạn sẽ nhận được rất nhiều điều sau khi khóa học này trong 3 ngày học, và sau khóa học này diễn ra thì các bạn sẽ được các coach thì hướng dẫn trong vòng 30 ngày và được thầy Lê Chí Linh thì sẽ chia sẻ về tận tình và chúng ta và như một gia đình vậy. Về chúc các bạn thì có một khóa học thành công. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này, và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh, làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.